Anh thư diện đầm cắt sẽ làm vơ đét. Siêu mẫu anh thư diện đầm cắt phết ngực táo bạo, đảm nhận vai trò vơ đét cho hai nhà thiết kế Nguyễn Hà Nhật Huy và Phạm Thiên Toàn. Bộ sưu tập Nomuser của hai nhà thiết kế Nguyễn Hà Nhật Huy và Phạm Thiên Toàn được trình diễn trong khuôn khổ show Việt Nam International Fashion Festival diễn ra dịp cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò vơ đét, anh thư xuất hiện cùng chiếc đầm đỏ có kiểu dáng cắt xẻ táo bạo. Trang phục tạo điểm nhấn với khoảng hở cắt ao ở ngực, giúp anh thư tôn rãnh mụn săn chắc. Hai nhà thiết kế cho biết họ muốn thông qua hình ảnh của anh thư để tôn vinh vẻ đẹp nữ cường của người phụ nữ. Vũ Thu Phương trình diễn mẫu đầm kiểu dáng suông rộng, kết hợp kỹ thuật xếp ly và đính kết thủ công kỳ công. Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và Á hậu Hương Ly sóng đôi trong vai trò mở màn cho show diễn. Hai người đẹp diện thiết kế tua rua lấy cảm hứng từ biển khơi. Bộ sưu tập Nomuser có cảm hứng sáng tạo chủ đạo đến từ vẻ đẹp của các nữ thần với sự hấp dẫn về hình thể, trí tuệ và tâm hồn trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Bản màu của bộ sưu tập chuyển từ vàng ánh kim, màu nu cho đến màu đỏ burgundy để thể hiện các sắc thái nhẹ nhàng, thanh thoát và mạnh mẽ, quyền lực. Phong dáng trang phục được tạo nên dựa trên những kiểu đầm xếp nếp với tay áo rộng, eo thắt đáy, thân váy suông nhẹ nhàng như các nữ thần. Bộ sưu tập sử dụng những chất liệu mỏng nhẹ như chiffon, lưới và lụa. Bên cạnh đó, hai nhà thiết kế phối hợp bố gấm để đựng form. Kỹ thuật đan móc, thắt dây được dùng làm điểm nhấn. Ngoài các người mẫu, trong show còn có sự tham gia trình diễn của mẫu nhí 2,5 tuổi Cherry Phạm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.